để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để nên thánh. Tôi nhắc lại, chúng ta không được gọi để nên thánh, mà chúng ta được sinh ra để làm thánh. We was born to be saints, not called to be one. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và... Hello, chào tất cả các bạn, tôi chào Thông đây. Tôi nhận được một số cái request là bởi vì mỗi ngày tôi dâng lễ online, rồi sau đó thì bằng tiếng Mỹ, cho nên là có nhiều người hỏi với tôi là thưa cha ơi, cha dâng bằng tiếng Mỹ thì con theo thì chữ được chữ mất cũng được, nhưng mà bài giảng con không có hiểu, cho nên cha chịu khó mỗi sáng sau khi mà cha dâng lễ xong, cha có thể chịu khó cha tóm lại cái bài giảng của cha vài tiếng bằng tiếng Việt cho chúng con được hay không? Thì vâng, thưa đây, tôi sẽ tóm lại cái bài giảng bằng tiếng Việt, cho nên là cứ mỗi lần sau lễ tiếng Anh thì tôi sẽ live và tôi sẽ trả lời bằng tiếng Việt để cho một số người mà theo dõi cái đó thì có thể biết nhé. Để cảm ơn các bạn đợi tôi một tí xíu, tôi sẽ sẵn sàng giúp các bạn làm điều đó đây nhé. Thì trong những lúc này thì chúng ta cố gắng làm cho nhau, hy sinh cho nhau một tí xíu ha. Ok rồi, cảm ơn các bạn rồi. Ok, thì hôm nay chúng ta, như tôi nói một số các bạn, thì sau mỗi ngày thường tôi sẽ làm lễ bằng tiếng Anh cho giáo dân trong giáo xứ trên online vào lúc Hello Tracy vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, lễ chủ nhật thì lúc 10 giờ rưỡi. Tối nay lúc 9 giờ tối giờ Hoa Kỳ Eastern Time tôi sẽ làm lễ tiếng Việt cho quý ông bà và anh chị em. Nhưng có một số người nói với tôi là thưa cha, chúng con là những người Việt thì cũng chịu khó ra theo dõi cha lễ tiếng Anh, nhưng mà cha biết gì không? Khi chúng con theo dõi lễ tiếng Anh thì lễ thì nó giống nhau, cho nên tiếng được tiếng mất thì cũng còn hiểu được. Mà lúc cha giảng chúng con nghe như vịt nghe sóng vậy, cho nên là sau khi làm lễ tiếng Anh thì cha chịu khó cha ngồi cha nói một tí xíu mấy phút trong cái bài giảng bằng tiếng Việt cho chúng con theo dõi được không? Thì vâng, vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời của các bạn dạy thì hôm nay tôi sẽ làm điều đó đây. Hello, chào bạn Joseph Nguyễn, chào tất cả mọi người. Thưa các bạn, là trong tiếng Anh thì cái chủ đề của bài chia sẻ hôm nay tôi nói là the holy man checklist versus the sinner repentance. Có nghĩa là cái bài giảng cái chủ đề là các cách giữ luật của những người đạo đức và sự ăn năn của phường tội lỗi. Và ngày hôm nay chắc chúng ta cũng là những người mà đang trong mùa chay này, chúng ta cũng nhìn thấy rất là nhiều những người như thế ha. Tức là những người thì cứ nhất định là phải đi lễ mà không tin Chúa à. Ngày các bạn có thể coi lại cái video tôi đã làm ngày hôm qua. Và như vậy cho nên thì đây chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy một con người được gọi là thánh thiện. Mà thực sự là theo tôi nhìn thì ông ta thánh thiện lắm. Ông ta thánh thiện hơn bạn và tôi nhiều. Chắc chắn là hơn tôi. Ông ta phải thánh thiện hơn tôi 1000 lần. Ông ta nói này. Đợi các bạn đợi tôi một tí xíu nha. Các bạn đợi tôi một tí xíu. Hôm nay là ngày 20 đúng không? Ngày 21. Ok. Ngày 21 tôi mở bài đọc lên để tôi đọc bằng tiếng Việt cho các bạn coi nè. Ok. Một người biệt phái, họ lên tới Chúa, họ người biệt phái đứng thẳng và cầu nguyện rằng, ông ta cầu nguyện này: lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con không như những người khác, con không tham lam, con không bất công, con không ngoại tình. Wow, trên đời này có bao nhiêu người được như ông ta, không bất công, không tham lam, không ngoại tình. Chúng ta ngoại tình trong tư tưởng chắc nhiều lắm, mấy ông mà có vợ có chồng, đúng không? Không tham lam, không bất công, không lấy của ai bao giờ, không làm cái gì sai trái. Hello, chào tất cả các bạn nha. Đúng không? Ông ta vĩ đại. Ông ta một tuần tha tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần. Wow. Giáo hội ngày hôm nay chỉ bắt chúng ta ăn chay 1 năm 2 lần, là thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Mà ăn chay nó còn khó vô cùng, đúng không ạ? Ăn chay nó còn khó vô cùng. Chỉ một tuần ăn chay có 2 lần, một năm có ăn chay có 2 lần thôi mà còn khó. Ông này ăn chay một tuần 2 lần. Ăn chay nhé, chứ không phải chỉ kiêng thịt đâu ạ. Ông này ăn chay một tuần 2 lần.
Tôi dâng một phần mười tất quả hoa lợi của tôi cho Chúa. Wow! Tức là ông ta đi làm lương một tháng 10 triệu, là mỗi tháng ông sẽ trích 10%, tức là ông sẽ dâng 1 triệu cho nhà thờ. Chứ không phải là ông đi 1 triệu để đi đánh bài, hay là đi 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 gì quên rồi, đi đánh bài, hoặc là ông ta đi đi nhậu đâu. Được không? 10% hoa lợi. Tôi đặt câu hỏi ở đây á, tôi biết tôi không làm được cái điều tất cả những cái điều ông làm rồi. Ông không ngoại tình, ông không tham lam, ông không bất công. Ông ăn chay một tuần 2 lần. Ông dâng 10% tổng số qua tài sản của ông, hoa lợi của ông cho Chúa. Ở đây tôi là tôi không làm được rồi. Ở đây bạn nào làm được đánh dùm tôi số 1. Bạn nào không làm được những gì ông làm đánh dùm tôi số 2 rồi. Bạn nào làm được đánh dùm tôi số 1. Bạn nào không làm được đánh cho tôi số 2. Tôi đánh trước số 2. Đây để tôi đánh tôi số 2 to lắm. Ok, tôi số 2. Bởi vì ông thánh thiện vô cùng, ông đưa ra một cái checklist rất là dài. Đây là ông làm này, ông làm kia, ông làm được. Vậy mà Chúa lại lên án ông. Chúa lại bảo là ông ra về và không có được, không có được tha thứ, không được thứ tha. Chúa lại lên án ông và nói là ông không có được tha tội. Tôi nghĩ ông thánh thiện quá. Ở bạn Võ Thiện Nhân cũng hai à, bạn Tracy cũng hai à. Dâng 10% hoa lợi là tôi biết là nhiều người là thiếu cái vụ này lắm nè. Cái này tôi làm được, tôi dâng 10% hoa lợi tất cả cả. Điền xin lễ là tôi không nhận rồi, tôi nhận nhưng mà tôi chuyển đi, không nói tới. Tiền lương của tôi là tôi dâng 10% hoa lợi, cái đó tôi làm được. Nhưng mà là tôi ăn chay toàn 2 lần là tôi vất đi, là một năm tôi chỉ ăn chay có 2 ngày thôi. Những ngày thứ 6 mùa chay thì tôi kiêng thịt thôi, là tôi không làm được. Là tôi thứ hai nè, tôi không bất công nè, chắc chắn là tôi bất công nè. Tôi không ngoại, tôi ngoại tình nè, là chắc chắn là tôi có nè. Các bạn nói ủa làm cha cũng ngoại tình, là ngoại tình là những cái suy tư thấy gái đẹp, thích này nọ đại khái, có những cái ao ước về người con gái khác, đấy là cũng là ngoại tình nè. Cho nên tôi phải là số 2 nè. Ở đây không có ai có số, ở đây chỉ có mấy người, thì có bạn Nhân, bạn Tracy, bạn Dũng, bạn Đại Nhân số 2, còn những bạn khác chắc là thánh thiện quá làm được số 1 cho nên không dám đánh à. Đúng không? Là tôi không làm được cho nên tôi lại bị dính số 2 nè. Tôi không bất công, ngoại tình, tôi không tham lam. Ô, tôi tham lam. Ông ta không tham lam chứ còn tôi tham lam, thế là tôi số 2. Cho nên trong tất cả các của ông, tôi chỉ có dính có một qua cái trong một cái nè. Ok rồi. Chính vì vậy mà tôi biết được là tôi không có tham lam. Tôi tham lam nè. Cho nên chính vì vậy là tôi là cứng con số 2. Ở đây ai làm được thì đánh số 1, ai không làm được đánh số 2. Mà như có 4 bạn không làm được là đánh số 2 thôi. Còn tất cả các bạn khác thì thánh thiện quá làm được. Ôi, phải thế tôi giảng lộn ra chỗ cho mọi người rồi. Thì đấy như vậy, nhưng mà tôi đặt câu hỏi là tại sao ông lại bị Chúa Giêsu lên án? Ông bị lên án bởi vì những cái điều tốt đó ông làm à? Đâu có. Bạn và tôi bị lên án là bởi vì những điều xấu. Là tại sao? À, là bởi vì ông bị lên án là bởi vì vậy. Đây chúng ta đọc kinh thánh, đọc nghe cho rõ, không phải là những điều ông làm. Mà ông bên biệt phái những tự hào, ông tự hào và đây khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh chi kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái và một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng và cầu nguyện rằng tiếng Việt là người biệt phái đứng thẳng và cầu nguyện rằng. Tôi đưa cho các bạn coi. Nhưng trong tiếng Anh nó có cái chữ hay lắm. Và người biệt phái, he prayed, offered this prayer to himself. Tức là ông ta đứng thẳng và cầu nguyện cho chính, cầu nguyện to himself. Tức là ông ta cầu xin với chính ông. Tức là ông nói cái điều đó để hãnh diện. À, là bởi vì ông làm cái điều này cho chính ông, chứ không phải ông làm cho Chúa. Cho nên trong cuộc đời mình, chứ người ta cứ nói làm điều tốt. Làm điều tốt mà làm cho ai mới là quan trọng. Làm cho Chúa hay làm cho ai? Làm để cho mình hãnh diện, là ta đây làm được điều tốt để cho mọi người vỗ tay khen ông cha thông tuyệt vời, thì cái điều đó là hết đi. Cho nên trong tiếng Mỹ nó có cái câu là ông ta cầu nguyện với chính ông. Ông ta cầu nguyện là cái cách nói để làm cho ông ta vui lên, để cho ông ta hãnh diện là những điều ông ta đã làm được. Ông ta cầu nguyện theo kiểu đó, chứ không phải là cầu nguyện với Chúa, mà ông ta cầu nguyện thưa Chúa đây nè, coi nè những điều con đã làm được nè, hay chưa, tuyệt vời nè, là đó. Ông ta cầu nguyện theo cái kiểu đó, và đó là lý do tại sao ông ta bị lên án. Ngày hôm qua tôi làm cái video về đi lễ ngày Chủ nhật. Chúng ta đừng có hiểu là chỉ có là luật ngày Chủ nhật là đi lễ không. Luật bắt chúng ta là phải keep it holy, là phải làm cho ngày đó trở nên một ngày thánh.
Chứ không phải là chỉ có đi lễ checklist giống như ông này là làm này có rồi, 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 vậy là đủ. Cho nên những ai mà bị giống như ông ta là trong đó có tôi phải giơ tay lên. Mình làm những cái này cho mình, làm cho Chúa, cho mình hay cho Chúa. Là một ông cha chánh xứ, tôi vẫn nói với giáo dân của tôi là bao nhiêu lần cha quyết định những cái gì là cha quyết định bởi vì nó tốt cho anh em và nó là vinh danh Chúa, hay là cha quyết định cái đó nó tốt cho cha, cái đó nó tốt cho cha. Nhưng mà cha đưa lấy Chúa ra để làm cái bình phong thôi. Còn người tội lỗi thì lên đóng ngực và xin Chúa tha tội con và ông ta về để được tha. Vậy thưa các bạn, bạn và tôi ngày hôm nay thuộc giống người nào? Có thể trước mặt Chúa mình vỗ ngực, mình xin Chúa được tha, mà đi ra ngoài á, thì mình không nhận mình là người tội lỗi, mà mình là tôi thế này, tôi thế kia hả? Và tiếng Anh nó dùng cái chữ rất là hay. Bản dịch của trong tiếng Anh, he offered a prayer to himself. Ông ta cầu nguyện với chính mình. Tức là ông ta nói để cho mình hãnh diện, chứ ông ta không cầu nguyện với Chúa. He offered a prayer to himself. Và đó là cái tư tưởng mà tôi chia sẻ với các bạn trong cái lễ ngày thường hôm nay. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Các bạn tự do chia sẻ cái video này để mọi người chúng ta được sống tốt hơn nhá. Ok, có một bạn comment, bạn Thiệu Mô Tô. Cái này tôi sẽ phải hỏi lại các cha Việt Nam. Hôm qua con ở Hà Nội, giáo xứ kẻ sạch. Con được cha xứ giải tội thiêng liêng cho toàn nhà thờ. Ý nghĩa, làm gì có chuyện giải tội thiêng liêng con? Giải tội tập thể ha. Cha xứ con giáo xứ kẻ sặc và cần phải được giáo dục lại. Khi con nói như vậy có nghĩa là con không biết là cha xứ đang làm gì rồi. Không có giải tội thiêng liêng con nhá. Cái bí tích hòa giải, không có bí tích giải tội thiêng liêng ha. Ok, rồi thì đó là những gì tôi muốn chia sẻ. Bởi vì có một số người vào cứ mỗi ngày thường thì tôi dâng lễ tiếng Anh lúc 8 giờ rưỡi sáng, thì họ nói thì đi lễ thì con theo được tiếng mất, thì ok con theo được. Nhưng mà bài giảng cha con chả hiểu gì, cho nên mỗi khi sau lễ cha chịu khó cho lên cha nói vài phút bài giảng của cha bằng tiếng Việt cho chúng con theo và thể theo lời của quý vị. Thì tôi đã làm cái điều đó ngày hôm nay. Nhớ lễ ngày thường từ thứ hai tới thứ bảy lúc 8 giờ rưỡi sáng. Lúc 8 giờ rưỡi sáng, ngày Chủ nhật lúc 11 giờ, riêng tối thứ bảy lúc 9 giờ tối giờ Hoa Kỳ, giờ Atlanta, giờ New York đó, Eastern Time, tức là 8 giờ sáng Chủ nhật, thì tôi có thánh lễ bằng tiếng Việt. Thì xin mọi người chúng ta cùng hiệp nguyện với nhau. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen.